Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Ukraine kiên cường chống trả. Putin muốn chiến thắng trước ngày 2 tháng 3. Quân đội Ukraine được cho là tiếp tục kiên cường đánh trả Nga xâm lược trong ngày giao tranh thứ tư kể từ khi Nga vượt qua biên giới vào hôm 24 tháng 2. Trong ngày Chủ nhật 27 tháng 2, Ukraine tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố lớn thứ hai của mình là Kharkov sau cuộc giao tranh trên đường phố với lực lượng Nga hết sức căng thẳng. Đây là hình ảnh xe tăng xuất hiện tại Donetsk. Lính Nga đã vào Kharkov, thành phố 1,4 triệu dân, cách biên giới Nga 12 km về phía nam, giao tranh dữ dội trên đường phố với lực lượng Ukraine. Người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkov là Zygmunt sau đó nói rằng người dân Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thành phố này. Quyền kiểm soát Kharkov hoàn toàn là của chúng tôi, Zygmunt cho biết trong một thông báo phát trên Telegram. Trang tin NBC News vào ngày 27 tháng 2 thì viết, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết hôm Chủ nhật rằng Mỹ tiếp tục chứng kiến Nga bị chậm lại do sự kháng cự gay gắt của Ukraine và các thách thức hậu cần bao gồm cả tình trạng thiếu nhiên liệu. Quan chức này cho biết thêm, mặc dù quân đội Nga đã đưa khoảng 2/3 lực lượng được chuẩn bị xung quanh Ukraine vào đất nước này, nhưng họ vẫn chưa thể kiểm soát được bất kỳ thành phố nào. Cũng theo quan chức này, cuộc kháng chiến là anh hùng đầy cảm hứng, nhưng Nga vẫn có lợi với lợi thế là sức mạnh chiến đấu khủng khiếp được bố trí trong và ngoài Ukraine. Putin muốn thắng trước ngày 2 tháng 3. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Krovov nói rằng ông Putin đang hướng tới một chiến thắng trọn vẹn trước ngày 2 tháng 3. Phát biểu với kênh truyền hình Algeria, ông Atrov cho biết mọi thứ sẽ phụ thuộc vào hai ngày tới bởi vì, theo hiểu biết của tôi, ông Putin ra lệnh cho hoạt động quân sự hoàn toàn với chiến thắng trước ngày 2 tháng 3. Vitrov nói thêm rằng Moscow sửng sốt trước sự phản kháng quyết liệt của Ukraine và trước quyết định của các quốc gia châu Âu, những nước phụ thuộc phần lớn vào khí đốt của Nga, áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt vào Nga. Và những biện pháp trừng phạt này đã gây ra rất nhiều vấn đề ở đây, ông nói. Và rồi cuối cùng thì châu Âu quyết định đã bỏ tiền mua vũ khí cho Ukraine. Các quan chức cho biết hôm Chủ nhật Liên minh châu Âu sẽ mua vũ khí cho Ukraine để đánh lại Nga xâm lược. Đây là hình ảnh bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Lần đầu tiên, Liên minh châu Âu sẽ tài trợ cho việc mua và vận chuyển vũ khí và các thiết bị khác cho một quốc gia đang bị tấn công. Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho biết như vậy. Một nguồn tin của Ủy ban đã nói với Reuters rằng họ có kế hoạch chi tới 450 triệu euro cho quỹ của châu Âu để mua vũ khí cho Ukraine và thêm 50 triệu euro cho các hạng mục khác bao gồm cả vật tư y tế. Trang defense.gov của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 2 dẫn lời một quan chức nói với báo chí rằng về tình hình ở Ukraine, quan chức này cho biết khoảng 2/3 lực lượng Nga dàn trận dọc biên giới hiện đang ở bên trong của Ukraine tăng lên chỉ trong vòng 24 giờ qua, trong khi trước đó khoảng một nửa số lực lượng này mới ở bên kia và một nửa ở bên Ukraine. Quan chức này cho biết rằng Ukraine đang kháng cự gay gắt khi đối mặt với các lực lượng của Nga xâm lược, đồng thời cho biết thêm rằng chưa có thành phố lớn nào bên trong Ukraine bị đánh chiếm. Quan chức này cũng cho biết thêm không phận Ukraine vẫn còn đang tranh chấp, có nghĩa là Ukraine vẫn đang sử dụng máy bay và hệ thống phòng không và tên lửa. Những hệ thống được cho là vẫn còn nguyên vẹn và khả dụng mặc dù có phần xuống cấp, quan chức này cho biết. Ngày giao tranh thứ 3, ngày hôm 26 tháng 2, trong ngày thứ 3 từ khi Nga xâm lược Ukraine, truyền thông phương Tây nói quân đội Ukraine vẫn đang ác liệt chống trả quân Nga đông hơn, vũ trang tốt hơn. Tờ báo New York Times vào ngày 26 tháng 2 thì viết, kể từ khi lực lượng Nga bắt đầu xâm lược Ukraine từ phía Bắc, phía Đông và phía Nam hôm thứ Sáu, quân đội Ukraine kém hơn về số binh khí và quân lính đã tiến hành các trận chiến ác liệt tầm gần để duy trì quyền kiểm soát thủ đô Kiev và các thành phố khác trên khắp đất nước. Tổng thống Nga Putin đang vấp phải sự phản kháng của người dân Ukraine lớn hơn những gì ông ấy tính toán. Chính phủ Anh cho biết hôm thứ Bảy sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Boris Johnson của Anh và
Tổng thống Zelensky của Ukraine. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Macron tại Moscow hôm 7 tháng 2. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Nga nên bị cô lập về mặt ngoại giao, về tài chính, tuyên bố cho biết thêm, đồng thời bày tỏ quan ngại về sự hỗ trợ của Belarus đối với Moscow. Ông Johnson đã bày tỏ lòng tôn kính với chủ nghĩa anh hùng và sự dũng cảm đáng kinh ngạc của Tổng thống Zelensky và người dân Ukraine. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ sẽ gửi 350 triệu US đô la, tương đương với 261 triệu bảng Anh, tiền vũ khí và bao gồm cả tên lửa chống tăng Javelin, hệ thống phòng không và áo giáp. Tờ Wall Street Journal vào ngày 26 tháng 2 viết rằng các lực lượng Ukraine và hàng nghìn tình nguyện viên mới được tuyển dụng cũng đã giành lại quyền kiểm soát ở các thành phố của Kiev sau khi quân đội Nga và các đơn vị chìm trong trang phục dân sự cố gắng tiến vào thành phố vào đầu vào ngày thứ Bảy, trong khi các cuộc không kích đổ bộ đường không và thiết giáp của Nga tiếp tục diễn ra trên khắp đất nước. Vào ngày thứ Ba của cuộc chiến mà Tổng thống Nga Vladimir phát động với mục đích là lật đổ chính phủ được bầu của Ukraine và chấm dứt liên kết với phương Tây, các lực lượng Ukraine đã chiến đấu ác liệt trên tất cả các mặt trận. Mỗi bên đều khẳng định đã gây thiệt hại nặng nề cho phía bên kia. Trang báo Deutsche Welle của nước Đức vào ngày 26 tháng 2 cũng đăng bài ca ngợi Tổng thống Zelensky. Bài báo viết, trong một thời gian dài, nhiều người đã xem Zelensky là một diễn viên hài bước vào chức vụ Tổng thống. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với Nga, người đàn ông 44 tuổi này đã trưởng thành như một chính khách được kính trọng. Đây là hình ảnh Tổng thống Ukraine Zelensky. Viết cho báo Anh vào ngày 26 tháng 2, Harding từ Litva, miền Tây Ukraine cho biết, ngay cả khi Moscow thành công trong việc chiếm giữ Kiev, thì nhiều tháng và nhiều năm vấn đề vẫn còn ở phía trước, không ai mong đợi người Ukraine đầu hàng, nhiều khả năng là kháng chiến. Mỹ, Canada và các quốc gia châu Âu quan trọng, bao gồm cả Đức, đã đồng ý bỏ một số các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT. Các quốc gia này đã thông báo như vậy vào thứ Bảy. Khi các lực lượng Nga mở cuộc tấn công vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine, chúng tôi quyết tâm tiếp tục áp đặt các chi phí lên Nga sẽ khiến cho Nga bị cô lập hơn nữa khỏi hệ thống tài chính quốc tế và các nền kinh tế của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp này trong vòng những ngày tới, thông báo từ các nhà lãnh đạo của Ủy ban châu Âu, Pháp, Đức, Ý, Anh, Canada và Mỹ cho biết như vậy. SWIFT là mạng thanh toán quốc tế chính của thế giới. Một số quốc gia bày tỏ sự ủng hộ đối với việc loại Nga ra khỏi nền tảng và Đức trước đây phản đối biện pháp này đã ủng hộ vào hôm thứ Bảy. Và điều này dẫn đến khó khăn vô vàn cho Nga vì không thể chuyển tiền ra hoặc đưa tiền vào nước Nga được nữa. Các nhà phân tích phương Tây ước tính rằng cuộc tấn công ban đầu của Nga có sự tham gia của khoảng một nửa trong số 150.000 quân mà nước này đã tập trung ở biên giới trước cuộc xâm lược. Và họ đã gặp tổn thất hết sức nặng nề. Đây là hình ảnh một tòa nhà chung cư bị hư hại do trúng bom ở Kiev, Ukraine vào ngày 26 tháng 2. Kênh truyền hình Mỹ CNN vào ngày 26 tháng 2 nói, trên chiến trường, Nga cũng đang chịu tổn thất nặng nề về nhân sự, thiết giáp và máy bay cao hơn so với dự kiến. Điều này một phần là do hệ thống phòng không của Ukraine đã hoạt động tốt hơn so với dự đoán trong các cuộc đánh giá của tình báo Mỹ trước đây khi trước cuộc xâm lược xảy ra. Ngoài ra, Nga vẫn chưa thiết lập uy thế trên không đối với Ukraine, một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết. Trong lúc không quân Ukraine và các hệ thống phòng không cố gắng chiến đấu để kiểm soát không phận của mình. Và cuối cùng, nước Đức cũng đã thay đổi, gửi vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa ca ngợi quyết định gửi vũ khí của Đức trong một sự đảo ngược chính sách lớn của Berlin. Ông nói, tiếp tục, Thủ tướng Olaf Scholz, Liên minh chống chiến tranh, hành động. Ông ta đã tweet như vậy trên trang của mình. Tổng thống Ukraine cũng hoan nghênh các nỗ lực đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột. Quân đội Đức sẽ gửi 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa đất đối không Stryker tới Ukraine trong bối cảnh Nga đang tiếp tục xâm lược, chính phủ nước này thông báo. Trước đó, hôm thứ Bảy, Berlin đã ủy quyền cho các đối tác tại NATO là Hà Lan và Estonia thực hiện việc giao vũ khí cho Ukraine. Đối với Hà Lan, sẽ chuyển
400 vũ khí chống tăng do Đức sản xuất, trong khi Estonia được chấp thuận gửi pháo từ các kho dự trữ cũ của Đông Đức. Động thái này đánh dấu một sự thay đổi lớn với nước Đức. Nước cho đến nay vẫn từ chối giao vũ khí sát thương cho Ukraine do chính sách không gửi vũ khí tới khu vực đang xung đột. Theo Bộ Quốc phòng Hà Lan, Hà Lan cũng đang cho biết sẽ gửi vũ khí chống tăng tới Ukraine. Và giờ đây, khi Putin tưởng rằng có thể nuốt trôi Ukraine trong thời gian ngắn nhưng đã không thành, ông ta sẽ còn phải chịu rất nhiều thiệt hại tới đây. Kính mời các bạn xem bản tin Nga đánh Ukraine, Việt Nam có đứng lên trước tiền lệ nguy hiểm về xâm phạm lãnh thổ hay không? Chiến dịch quân sự của Nga ở đông Ukraine mà Mỹ và phương Tây gọi là hành động xâm lược được xem là một tiền lệ xấu để Trung Quốc làm theo, trong khi Việt Nam ở thế khó và không thể lên án Nga. Trong khi Mỹ và các nước phương Tây gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động ở miền đông Ukraine hôm 24 tháng 2 là hành động xâm lược, thì Trung Quốc, nước đang bị phương Tây chỉ trích với ý đồ bành trướng lãnh thổ ở châu Á, phủ nhận việc này và tránh lên án Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc ở Bắc Kinh Hoa Xuân Oánh hôm 24 tháng 2 thì nói rằng đây có lẽ là sự khác biệt giữa Trung Quốc và phương Tây, vì Trung Quốc không vội vàng đi đến kết luận rằng đó là một cuộc xâm lược. Đây là hình ảnh người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh. Một người phát ngôn khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Uông Văn Bân hôm 25 tháng 2 cũng giữ nguyên quan điểm này và nói rằng Trung Quốc hiểu những lo ngại chính đáng của Nga về các vấn đề an ninh. Việt Nam, một đối tác thân thiện của Nga, chưa có phản ứng gì sau khi Nga tấn công Ukraine. Đài tiếng nói Hoa Kỳ đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam phản ứng về diễn biến tình hình ở Ukraine ngay trước khi diễn ra cuộc tấn công của Nga. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23 tháng 2 đưa ra một tuyên bố của người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng rằng dưới hình thức trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài. Bà Hằng cho biết Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến căng thẳng gần đây xung quanh tình hình Ukraine và kêu gọi các bên kiềm chế, tăng cường đối thoại, thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình các bất đồng theo luật pháp quốc tế. Việt Nam không thể gọi đó là hành động xâm lược, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã nhận định. Ông nói, tôi nghĩ là đến giờ phút này chính phủ Việt Nam không gọi đó là hành động xâm lược thì họ sẽ không nói. Việt Nam không có khả năng lên án nước Nga. Nga là nước có mối quan hệ ở tầm cao nhất với Việt Nam, tức là đối tác chiến lược toàn diện. Ngoài Nga, chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ có quan hệ tầm mức này với Việt Nam. Các lãnh đạo Việt Nam đang ở một tình thế hết sức khó khăn khi Nga là một đồng minh lâu năm của họ. Còn giáo sư Jack Chey của Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington DC nói với chuyên gia về Đông Nam Á nhận định của mình như sau. Nga là một nhà cung cấp lớn nhất các loại vũ khí hiện đại cho quá trình hiện đại hóa quân sự tại Việt Nam và Hà Nội luôn có mối quan hệ thân thiện với Moscow. Đây là hình ảnh tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam mua của Nga. Nga là nguồn cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam trong thời gian chiến tranh với Mỹ. Hiện tại, trọng tâm trong quá trình hiện đại hóa quân sự của Việt Nam cũng là các thiết bị quân sự từ Nga. Nước đã bán cho Việt Nam và các loại tàu ngầm, tàu chiến, máy bay chiến đấu, phản lực, chống hạm và tên lửa đất đối không tiên tiến. Nhưng cái mà Moscow đang làm hiện nay đặt ra mối đe dọa rất lớn cho Việt Nam. Giáo sư Abusa, người nghiên cứu về các lĩnh vực pháp quyền, an ninh và hàng hải và tiến trình hòa bình, nói tiếp. Nó tạo ra một tiền lệ pháp lý nguy hiểm. Những gì mà ông Vladimir Putin đã làm về cơ bản cho thấy rằng một số quốc gia có chủ quyền ít hơn. Và những gì ông ấy đã làm nói lên rằng chúng ta có quyền can thiệp vào một quốc gia để thay đổi lãnh đạo của họ, để khiến họ dễ uốn nắn hơn, để họ trở nên ngoan ngoãn hơn. Ông Putin nói rằng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh tiến hành điều mà ông gọi là một chiến dịch đặc biệt chống lại Ukraine. Phát biểu trên truyền hình sau khi công nhận độc lập tại Donetsk và Luhansk, ông Putin nói Ukraine là vùng đất cổ của nước Nga và là một phần không thể tách rời trong lịch sử của nước Nga. Tổng thống Ukraine, ông Zelensky,
so sánh cuộc xâm lược của Nga nhắm vào đất nước của ông với các chiến dịch quân sự của Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 24 tháng 2 nói Nga đã chọn một con đường xâm lược, chống lại một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Đây là hình ảnh ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký của NATO. Các nhà lãnh đạo khối Liên minh châu Âu gọi đây là một cuộc tấn công vô cớ, trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres thì khẩn nài ông Putin đừng cho phép bắt đầu ở châu Âu điều có thể là cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ đầu thế kỷ. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra khắp nơi trên thế giới để lên án việc xâm chiếm lãnh thổ của Nga ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24 tháng 2 cũng tuyên bố áp thêm các chế tài đối với Nga và nói rằng ông Putin đã chọn cuộc chiến tranh này. Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào các ngân hàng, giới tài phiệt và các lĩnh vực công nghệ cao của Nga và tạo tiền lệ nguy hiểm. Dù truyền thông chính thống của Việt Nam tỏ ra ủng hộ Nga, nhưng nhiều người dân trong nước và cả người Việt ở nước ngoài không tán thành với việc Nga tấn công vào Ukraine. Tiến sĩ Hợp, người từng sống và làm việc gần 20 năm ở Đông Âu, trong đó có Nga và hiện đang sống ở Việt Nam, cho biết nhiều người dân trong nước thất vọng về việc Nga đánh Ukraine, dù rằng họ có những người ủng hộ việc này. Những người dân Việt Nam sống ở Kharkov, ở Ukraine nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng họ phải sơ tán và lo lắng cho tương lai trong khi căm ghét ông Putin và gọi ông là kẻ xâm lược. Trong khi Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á khác đang giữ im lặng trước hành động xâm chiếm Ukraine của Nga để tránh một cuộc xung đột mà họ lo ngại có thể gây tổn hại kinh tế cho họ, thì Trung Quốc lại tỏ rõ quan điểm đứng về phía Nga khi không lên án việc này. Trước khi Thế vận hội Olympic mùa đông diễn ra ở Bắc Kinh, ông Putin đã gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình tại đây và hai bên đã tăng cường hợp tác chiến lược. Trong khi Nga nhất trí coi Đài Loan là một phần không thể tách rời khỏi Trung Quốc, thì Trung Quốc cùng với Nga phản đối việc mở rộng thêm NATO, khối liên minh quân sự mà Ukraine muốn gia nhập. Đây là hình ảnh bà Thái Anh Văn tham gia một cuộc tập trận của quân đội Đài Loan. Trung Quốc có thể là một số lo ngại về hậu quả về kinh tế lâu dài của cuộc chiến tranh, nhưng họ đứng về phía Nga và điều này sẽ tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm cho Việt Nam. Giáo sư Abouzar nói và cho rằng Việt Nam công nhận lãnh thổ của Ukraine, nhưng nếu để Nga xâm chiếm được Ukraine thì điều này sẽ biện minh cho việc tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc đối với Đài Loan, Việt Nam và các quốc gia ở Đông Nam Á khác trên toàn bộ vùng Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì từng nói tại một diễn đàn tại khu vực ASEAN ở Hà Nội năm 2010, khi có cả Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là bà Clinton tham dự, rằng Trung Quốc là một đất nước lớn và các nước khác là các nước nhỏ, đó là một thực tế. Mặc dù ông Putin nói không có ý định xâm chiếm Ukraine, nhưng vị Tổng thống Nga muốn có một chính phủ chư hầu như Belarus, theo giáo sư Abouzar. Vị giáo sư của Đại học Chiến tranh Quốc phòng Mỹ còn cho rằng ông Putin đang làm sống lại quan niệm cũ của Liên Xô về chủ quyền hạn chế, tức là các cường quốc có chủ quyền và các quốc gia yếu hơn thì có ít chủ quyền hơn. Và nếu họ không tuân theo các yêu cầu của cường quốc thì họ sẽ tự rơi vào sự can thiệp quân sự và chính trị. Singapore có lẽ là một nước đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ nhất ở Đông Nam Á về tình hình Ukraine, khi Ngoại trưởng nước này hôm 23 tháng 2 nói rằng Singapore vô cùng lo ngại về quyết định công nhận độc lập của hai khu vực tách khỏi Ukraine. Trước đó, Bộ Ngoại giao Indonesia nói chung chung rằng nước này lên án bất kỳ hành động nào cho thấy sự vi phạm lãnh thổ của chủ quyền quốc gia một cách rõ ràng. Đây là hình ảnh khí tài quân sự hạng nặng của Nga xuất hiện tại thị trấn Amnis của Bắc Crimea. Giáo sư Abouzar, tác giả nhiều cuốn sách về Đông Nam Á, trong đó có một cuốn về chính trị Việt Nam, cho rằng nếu Hà Nội và các quốc gia Đông Nam Á khác không đứng lên bảo vệ nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế và chủ quyền bất khả xâm phạm của các quốc gia, thì họ không có ai khác ngoài tự trách mình khi chủ quyền của họ bị đe dọa. Tương tự với ý kiến này, tiến sĩ Hợp cũng cho rằng Việt Nam nên có thái độ rõ ràng với Nga để qua đó cho thấy thái độ của họ với Bắc Kinh. Bởi theo vị tiến sĩ của Viện Nghiên cứu có trụ sở ở Singapore, khủng hoảng Ukraine sẽ cho Trung Quốc cơ hội dọa nạt các nước Đông Nam Á và cả Bắc Á, tạo ra sự rủi ro an ninh cao hơn cho khu vực.
Việt Nam hiện nay cũng đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí để giảm phụ thuộc vào Nga, như mua tên lửa của Israel và nhiều khả năng sắp tới là của Ấn Độ, trong khi đã đạt được thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng của Nhật Bản. Việt Nam cũng có giao thương với Mỹ, Nhật Bản và các nước khác và nhiều hơn với Nga. Đó là lý do vì sao giáo sư Abousa cho rằng Việt Nam có thể đứng lên vì nguyên tắc cơ bản cho trật tự quốc tế, bởi nếu không, theo ông, nó sẽ làm cho Việt Nam dễ bị tổn thương. Còn theo giáo sư Hợp, Nga không phải là một nước cộng sản nữa và quan hệ giữa Việt Nam và Nga không còn được dựa trên ý thức hệ để ngăn cản Việt Nam đưa ra quan điểm rõ ràng với Nga về vụ tấn công vào lãnh thổ Ukraine.